Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây là chiếc Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Tuy nhiên đây là phiên bản 5G nha anh em. Rồi và mình đã làm clip mở hộp cũng như đánh giá nhanh chiếc điện thoại này. Thì link clip mình để dưới phần mô tả, anh em có thể click và theo dõi nhé. Rồi, trong clip này thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm tựa game Liên Quân Mobile Max Setting trên chiếc Redmi Note 11 Pro 5G để xem con chip Snapdragon 695 5G này và chiếc Redmi Note 11 Pro nó sẽ thể hiện ra sao nhé. Để có thể là một cái clip chia sẻ hiệu năng đến cho anh em, để anh em tham khảo trước khi mua chiếc điện thoại này nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ show điểm auto của chiếc điện thoại này để cho anh em theo dõi. Và khi mà anh em mở ra thì anh em có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có là Redmi Note 11T Pro. Chữ T ở đây có nghĩa là có cái sự xuất hiện của 5G. Rồi 330.604 điểm, một số điểm cũng khá là ok đúng không? CPU 114.428 điểm với con chip Qualcomm Snapdragon 695. GPU 80.226 điểm với Adreno TM619 cũng khá là cao đấy. Rồi RAM 8GB 62.000 điểm và phần mềm 73.325 điểm. Đây mới chỉ là Android 11 thôi nha anh em, chứ không phải là Android 12. Và giao diện là giao diện MIUI 13.0.3, đã có phiên bản lên 13.0.4 nhưng mình chưa cập nhật ở đây. Mình vẫn cứ để 13.0.3 để xem nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, ok, với một cái màn hình kích thước 6.67 inch AMOLED, tần số quét 120Hz thì nó cũng khá là ok đấy. Về cái màn hình này chơi game chắc là cũng sướng đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào tựa game con bài. Trước hết thì mình sẽ để mắc độ sáng và mình chơi wifi và pin là 87%. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ để xem là nó sẽ như thế nào nhé. Ok, 31 độ. Rồi, mình cũng mới khởi động cái máy này và mình cũng đã để tải dữ liệu. Đó, 31 độ. Rồi, nhiệt độ thời tiết hiện tại thì ở miền Bắc mình, Thái Bình thì nó cũng khá là nóng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào tựa game Liên Quân Mobile nhé. Ok, và như vậy là mình đã vào trong tựa game Liên Quân Mobile. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là phần cài đặt thì chúng ta sẽ có độ phân giải là HD siêu cao. Chất lượng hình ảnh thì chúng ta chỉ có thể bật lên mức cao thôi, không bật được lên max nhé. Chất lượng chi tiết chúng ta cũng bật cũng lên được mức cao, như vậy là cũng khá là phổ thông. FPS thì cũng sẽ bật được cao rồi. Đó, như vậy là cái mức cài đặt thì nó cũng phổ thông thôi, chứ nó cũng không phải là max setting được. Rồi, và bây giờ thì đang là 81% và nhiệt độ thì mình cũng đã test thử vài ván ở trên chiếc điện thoại này để xem nó có ổn định hay không. Đó, thì đây là đang là 38 độ nhé. Để xem là chơi một lúc nữa thì nó mình đã chơi Liên Quân được khoảng nửa tiếng rồi, chơi trên chiếc điện thoại được khoảng nửa tiếng rồi. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu nhé. Mình sẽ bắt đầu trận đấu ở mức ranking anh 1 và trong một trận đấu hạng nhé. Ok, và như vậy là mình đã bắt đầu trận đấu thì các bạn có thể thấy là FPS đang dao động ở mức 60-61 và có một sự tranh vị trí không hề nhẹ ở đây. Là đang có 2HD. Đó, khá là khoai, nhưng không sao thì chắc là chơi được. Rồi, cái cảm giác cầm nắm khi mà mình muốn cầm con Redmi Note 11 Pro 5G chơi game thì mình thấy là một cái màn hình nó thiết kế khá là lớn. Và thứ hai là cái phần viền ở dưới này này. Đấy, nó sẽ thiết kế, người ta đã hoàn thiện là cái việc người ta đã làm bo cong đi, cong một chút đấy ở cái phần viền đấy, giúp cho cái việc mà cầm nắm thì nếu như anh em nào mà cầm không quen thì cảm giác nó sẽ đỡ bị cấn hơn. Thứ hai là cái phần viền này nó cũng cong đi một chút đấy, nó sẽ trở nên dễ chịu hơn. Rồi, ok, màu sắc màn hình thì cũng khá là ổn với cái màn AMOLED này. Giới thiệu qua về cấu hình của con máy này một chút, bởi vì đây là một cái máy mới thì để cho anh em nào mà chưa biết thì có thể là theo dõi. Chiếc Redmi Note 11 Pro 5G chúng ta sẽ có mức giá là giá niêm yết sẽ là 5.990.000 đồng với RAM 8GB bên trong 128GB, con chip Snapdragon 695 5G với Adreno TM619 là GPU. Đó. Yeah.
Ok, sau một pha giao tranh thì các bạn thể thấy là chơi cũng khá là ok đúng không? Đó, cũng giao tranh cũng khá là mượt. FPS thì vẫn giữ nguyên. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái ốp lưng vào để xem cái cảm giác cầm nắm khi mà có cái ốp lưng thì nó sẽ như thế nào nhé. Ok, nhìn chung là anh em phải lắp thì anh em phải tháo những cái cạnh này ra nhé. Phải mạnh cái cạnh đi. Đấy. Đó, như vậy là mình đã lắp chiếc ốp lưng vào rồi. Cái màn hình nó 6,67 inch nên là khi mà anh em chơi thì cảm giác rất là dễ chịu. Ngoài ra cái màu sắc nó cũng khá là ok nữa. Khi mà cảm giác cầm có cái ốp lưng vào thì nó sẽ cảm giác nó sẽ dày hơn. Đấy, cái cảm giác tay nó sẽ dày hơn và nó sẽ đầm hơn. Hay quá nhỉ. Ok, mình sẽ rút lui một chút. Nice. Hay quá nhỉ. Double kill. Đó, anh em thấy là khi mà chúng ta bật nút nguồn này hoặc là nút khi mà chúng ta mua trang phục rất là mua dữ liệu rất là mua cái trang phục mua đồ rất là nhanh như này nhưng mà nó cũng không bị lag đúng không? Đó. Rồi quả loa kép ở trên con Redmi Note 11 Pro 5G này thì mặc dù là cũng không có cái JBL tinh chỉnh nhưng mà mình thấy là âm cũng khá là ok. Mình thì mình chưa được nghe cái âm của con xách tay đấy nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng chênh nhau cũng không nhiều đâu, mình nghĩ rằng nó cũng chỉ là một 1:9, 1:10 gì ấy thôi, mình đoán là như vậy. Cái này thì phải có hai con cảm nhận thì so sánh thì mới thấy được cái sự khác biệt. Và mình cảm giác cái âm của con Redmi Note 11 Pro 5G này thì nó còn lớn hơn cả cái âm của con Redmi Note 11. Đấy, vì cái thiết kế vuông này và nó cũng ấm hơn, vang hơn. Không chạy được thế. Ôi con mình tôi thủ trụ anh em ơi. Ôi anh em ơi. Tập hợp. Mày quá, không bị dính. Chết mày đi. Trời ơi. Tuổi gì? Và highlight luôn. Chết cái gì nữa. Triệu Vân đẩy lẻ, Triệu Vân đẩy lẻ. Úi dồi ôi, để nó hai thằng, nó giết hai thằng kìa. À, liên đam, thằng nào đánh to thế. Đó, anh em thể thấy là cũng rất nhiều pha giao tranh đúng không? Nhưng mà chơi thì cũng hiện tại rất là mượt mà. Nói chung là đến thời điểm hiện tại thì mình có thể khẳng định là chiếc Redmi Note 11 Pro 5G này cân khá là tốt với con chip Snapdragon 695. Vẫn 38,7 độ nha anh em. Còn nhiệt độ thì gần như là không có cái sự dao động. 39 độ. Chơi đến thời điểm hiện tại nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 40 phút rồi. Có nhỉ. Khi mà mình chơi game ấy thì mình thường có cái thói quen là mua đồ, đấy, soi tiền các thứ này, soi đồ đạc các thứ để xem họ lên như nào. Đấy. Thì khi mà như vậy đối với cái máy mà không trụ được, ví dụ con Redmi Note 11 mà bật max setting ấy thì nó sẽ bị lag. Nhưng ở đây thì không.
Trời ơi, quá là êm luôn. Vết sạch luôn, trời ơi. Quẩy gì? Chờ chỉ kinh Batman thôi, đấy. Trời ơi. Bắt ba chết là chúng ta không sợ rồi. Rừng này có biểu hiện của việc nhây nhỉ. Legendary đánh hay đấy, nhưng mà nhây là không ổn đâu. Cuối game thằng Batman với Triệu Vân nó chỉ vồ 2 AD này là thua. Đấy. Nên cái đồ gì ta? Ok, được. Ok, win rồi. Trời ơi, con đẳng cấp. Ok, như vậy là trận đấu Liên Quân Mobile, ván đấu Liên Quân Mobile thì đã kết thúc ở đây. Thì như vậy là mình cũng đã chơi ván này là ván thứ 4 rồi. Đó, trên chiếc điện thoại này từ sáng đến giờ. Đó, và các bạn thể thấy là chơi cũng rất là ok đúng không? FPS thì dao động ở mức là 59 cho đến 61. Đó, các chuyển động thì rất là ok. Kể cả những cái pha combat tập nó cũng khá là mượt mà, không có cái vấn đề gì trục trặc cả. Đó, nói chung là mình đánh giá cũng khá là ok trên chiếc Redmi Note 11 Pro 5G. Nếu như bật mắc lên nữa thì là tuyệt vời. Nhưng mà như thế này thì chơi Liên Quân, cài Liên Quân thì cũng là thoải mái rồi. Đó, một cái nữa là cái loa cũng rất là ok, mặc dù nó không phải là loa JBL. Còn không biết là cái loa JBL thì nó tuyệt vời đến mức như nào. Thì hy vọng là sau này mình có con sách tay thì mình sẽ chia sẻ đến anh em nhé. Rồi, còn các bạn thấy trải nghiệm này như thế nào? Hãy để lại comment phía bên dưới để cho mình và anh em khác được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và lại các bạn trong những clip tiếp theo. À, bật nốt thêm là 76% pin, nhưng mà chúng ta mất 5% pin cho một ván đấu kéo dài như đây. Các bạn thấy đấy là đang là 20 phút rồi. Và nhiệt độ mình sẽ đo thử nhé. 39 độ này, như vậy là cũng không quá nóng anh em ạ. Đây, mặc dù mình đang sử dụng ốp nhé. Đó, 38 độ này. Đấy. Rồi, các bạn thấy như nào? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.